Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và các bạn có thể thấy là mặt của chị nhện Violetta của chúng ta đã được gắn cái mỏ con chim vào rồi. Đây là bên xe và bên Trung. Hiện tại thì bên bản quốc tế thì cái khuôn mặt này vẫn bị giữ nguyên, chưa thay đổi. Và có lẽ là bản cập nhật sắp tới sẽ thay đổi cái hình dạng của chị này thôi. Đó, mình review sớm cái sự thay đổi về khuôn mặt cho các bạn cùng xem. Cái mỏ dài hơn, mắt to hơn. Xe ở bên Trung thì vẫn chưa hết cô lắp cô nam các bạn. Đấy, các bạn thấy cái mỏ không? Nhìn nó kiểu giống như cái con chim hút mật đấy. Mỏ y xì luôn. Còn về cái skill, về hình dáng bên ngoài vẫn giống, chỉ khác mỗi cái mặt thôi. À, đây là nick của bạn Tiến, thì mình vẫn đang trong giai đoạn mượn. Cái thứ hai là vẫn chưa đủ persona các bạn, mới 117 thôi. Có lẽ là chơi trận này win á, là sẽ đủ 120. Đây đây đây, bác sĩ đây. Úi trời ơi, chạy nhanh. Đầu game các bạn cũng đừng có sử dụng nhiều tơ quá. Tích nhiều tơ rồi giữa game cũng tăng cực kỳ mạnh luôn. Cam ghế từ xa bằng nhện cũng rất là ngon nha. Bởi vì các bạn bắn tơ nhện từ xa mất 0.25. Lát sau các bạn đi đến gần ghế bắn thêm tơ nhện mà trúng nữa là 0.5 máu luôn. Đánh một đòn là gục. Đó, đó là cái tip mà các bạn có thể cam ghế bằng nhện. Nói chung là cũng có thể lên thêm cái nhánh nhìn survival khi mà có một người lên ghế. Nhánh đó mình thấy cũng khá là hay. Úi trời ơi. Ôi. Quay trở về cam bác sĩ. Ồ, đã có người cứu rồi. Ai manh động thế nhở? Đây. Sao chết rồi. Các bạn có nghe thấy tiếng của nhện không? Nghe rất là đau khổ luôn ấy. Người tờ. Đầu tư tốc biến hơi phí. Các bạn cũng có thể chói Swivel bằng kén nhẹ, nhưng mà mình thấy nó khá là phí. Tại ghế gần ngay đây rồi. Ngày trước lúc mà em còn chưa phá được ghế, chói nó bằng cái kén nhẹ rất là sướng. Trong cái lịch sử đi học tiếng Trung của mình thì các bạn có thể thấy là dính nè. Lát nữa bắn thêm một phát nữa. 2-1. Từ từ. Booster này. Đó. Rất chậm. Đây là cái mẹo cam ghế nha các bạn. Cái lịch sử đi học tiếng Trung của mình thì mình biết mỗi cái chữ y sân là bác sĩ. Đó. Cái người bác sĩ đang bay á, đọc là y sân. Còn mấy cái từ kia thì mình bó tay rồi, không biết. Lên ghế ngồi như cô em. Hồi nãy nghĩ bắn mình cái quả súng đấy thì sự lúc đó là kiểu rất là bất ngờ. Quả súng chí mạng luôn ấy. Có cái tai. Đứa nào manh động. Ở đâu nhỉ? Chấm đỏ kia. À, em Hương Sư. Chết dở. Không nhảy à? Nhảy đi. Ao. Mà không hiểu là hai cái chân đằng trước cứ dơ dơ để làm gì ha, nhìn rất là ngố. Thôi xong Hương Sư rồi.
bắn tơ cứ như là shotgun ấy. Trời ơi, quả nào trúng phát đấy. Nhiều pha khạc đờm hơi bị lỗi rồi. Trận đấu này mình có một cái lợi thế, đó chính là đầu tiên là mình cũng đã giết được bác sĩ rồi. Thứ hai á là bác sĩ điều phối thì cũng đã mất cây súng. Cái điều thứ ba mà mình có một lợi thế lớn nữa, đó chính là trong team này có hai người dị thương khá là lâu, đó chính là Mỹ Nhân và Hương Sư. Giời. Trời ơi. Ngồi đấy mà sám hối đi cô hai. Gồng tóc phiến. Cái mỏ nó nhọn chưa kìa. Mình sẽ để cho điều phối tự xử với những cái hành động gọi là cuối cùng của đời mình. Rồi, cô kia tự sống dậy được rồi. Nó có ba, chuẩn bị ba sọ rồi. À, phá sọ rồi. Ăn một đòn tỉnh luôn. Kiểu gì cũng mình cũng sợ. Chết rồi. Thôi nhá, quả này chui vào đây khó tay rồi. Ngồi để sám hối đi, mình sẽ đi kiếm cái hầm. Sửa máy bên đấy. Biết vậy mà kiểu như mình không bị bully ra cửa sổ thì có lẽ là mình mang 36 rồi. Trận này không ngờ là giết mấy bạn này dễ như vậy. Có những trận rất là bực luôn, kiểu như là mình chủ quan, mình không lên 12 giờ thì mình lại bị hành hạ bởi những cái cửa sổ. Còn những trận mà mình không lên nhánh còn những trận mà mình lên nhánh 12 giờ thì lại bị, thì lại không cần dùng tới, rất là khó chịu luôn. Đã cứu nhau rồi. Cái tai. Rồi. Trời ơi, nhánh 9 giờ kìa. Chết luôn đi, trời ơi. Nhánh 9 giờ oan nghiệt. Chăn tơ đây để có Mỹ Nhân tới thì nó báo động cho mình biết. Mấy cái con này mỗi lần mà nó đẻ ra là một cái bọc rất là nhiều trứng luôn. Ngày xưa cái loài nhện mà cao cẳng ấy, các bạn có thể bắt nó, nhổ chân nó rất là vui. Mỗi lần nó đẻ là một cái một bọc nó ti ti nhỏ bằng một móng tay cái thôi. À quên, ngón tay út thôi. Nhỏ bằng cái móng của ngón tay út đó. Mỗi lần mà xé nó ra là một đống trứng trong đấy. Nhìn rất là trầm cảm. Bảo sao nhện nhà nhiều, ngày tháng năm nào cũng phải quét. Úi xôi, chết rồi. Khá lắm cô em. Hai cái chị bánh bèo này nhanh bằng mình không. Giờ đi xử đẹp Mỹ Nhân. Cũng lắm lởn vởn đây thôi, hầm ngay đây mà. Đây, thấy dấu chân rồi nha. Thôi đầu hàng đi. Ô, nhiệm vụ của mình là đập ván, giờ mới để ý. Một câu chuyện rất là buồn. Cái mặt nhẹ đúng ác luôn.
Hunter thì mình rất là dị về cái mặt của nhện với lại hề. Cô nương đâu rồi không biết. À đầu hàng rồi. Ok, và mình sẽ kết thúc video clip đây. Nếu các bạn thấy sự thay đổi này của chị nhện có vẻ đẹp hơn hoặc là như thế nào, các bạn có thể comment cho mình ở dưới video để cho mình có thể đọc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.